Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Đông Hua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 226, trùng động tiến vào liên minh thần trích. Nhưng tình hình cụ thể bên trong liên minh thần trích vẫn còn cần Tiêu Viêm sau khi tiến vào mới hiểu thấu được hoàn toàn. Dù sao hiện giờ, ngay cả cấu trúc của liên minh thần trích, bản thân hắn còn chưa rõ, chỉ có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho nên sau khi tiến vào liên minh thần trích, trước tiên cũng phải tìm hiểu tình hình bên trong. Huống hồ, Tiêu Viêm cũng phải phòng bị người của Liên minh Thần Trích, trước kia từ chỗ Lâm Động và Mục Trần biết được, gia nhập Liên minh Thần Trích vẫn chưa phải hẳn là người của Liên minh Thần Trích, chỉ khi hoàn thành khế ước giữa bọn họ thì mới có thể trở thành viên chân chính của Liên minh Thần Trích. Có lẽ, giờ Tiêu Viêm mới biết được, lần này, cho dù tiến vào Liên minh Thần Trích cũng rất khó tiếp xúc được với thứ quan trọng của Liên minh Thần Trích. Đối với Liên minh Thần Trích mà nói, những thứ quan trọng đó đều là thứ cực kỳ bí mật, sẽ dẫn đến chú ý cao độ, quyết không phải là thứ tin tức cơ mật mà người tầm thường trong liên minh thần trích có thể tiếp xúc và hiểu được. Chỉ có trở thành viên chân chính của liên minh thần trích, có lẽ mới có thể tiếp xúc được với tin tức cơ mật trong đó. Tiêu Viêm trong đầu suy tư, bình tĩnh rõ ràng một phen, lại tự thân tiến hành phân tích toàn diện, vẫn quyết định sẽ gia nhập liên minh thần trích trước tiên, rồi sẽ quyết định một số sách lược giải cứu Lâm Động và Mục Trần. Cùng với thực lực bản thân không ngừng đề thăng nhanh chóng, trong lúc đồng cảnh mà chiến đấu, sẽ chiếm ưu thế cực lớn, thần hỏa chính là thứ nhất. Huống chi, chính hắn lại ở trong vạn hỏa thần vực tôi luyện đế viêm, khiến cho đế viêm cũng có một tia năng lượng bản nguyên của thần hỏa. Mặc dù đế viêm hiện tại đã dung hợp với huyền hư, thế nhưng có thể khiến Tiêu Viêm ngưng tụ ra nhiệt độ kinh khủng, uy lực, sát thương lực đều cao gấp mấy lần so với lúc trước. Năng lượng trong vạn hỏa thần vực có thể nói là trình độ hoàn mỹ, dẫu sao, đó là thế giới ban đầu của cửu đạo thần hỏa tồn tại, cho nên khiến Tiêu Viêm cảm thấy vạn hỏa thần vực quyết không phải là nơi tôi luyện thần hỏa đơn giản như vậy, nó có lẽ còn có dụng đồ khác. Huống hồ giờ hắn thi triển thần nộ hỏa liên càng đạt đến trạng thái tứ sắc, bốn đạo dung hợp thành thần nộ hỏa liên, khi giao chiến bùng phát ra uy lực, tức thì vượt xa hẳn thần nộ hỏa liên tam sắc lúc trước. Đồng thời, vạn hỏa thần vực cũng khiến cho thần thể của Tiêu Viêm được tăng lên cực đại, thậm chí có thể đạt đến trình độ thần thể của lục trọng thiên vị thần. Hiện tại, thực lực của Tiêu Viêm có thể nói là trong số lớp trẻ tuổi của toàn bộ chư thần vạn giới, đều là sự tồn tại đỉnh cấp. Theo sự khởi động của Phương Chu siêu cấp, Tiêu Viêm, Vũ Tuyết và hàng trăm đệ tử vũ thần các đều tràn đầy nhiệt huyết lịch luyện. Vũ thần tiền bối, tái kiến. Tiêu Viêm chắp tay cáo biệt với vị các chủ vũ thần ở bên dưới. Vũ Tuyết cũng vẫy tay với lão phụ thân này, hướng đến Thần Châu, liên minh thần trích. Ngay sau đó, thời gian trong chớp mắt đã trôi qua một tháng. Trong một tháng này, phương trụ siêu cấp khổng lồ đều xuyên toa trên quỹ đạo quy định. Cũng đã đến điểm cuối của quỹ đạo, tuy nhiên, điểm cuối không phải là liên minh thần trích, mà là nơi duy nhất có thể tiến vào liên minh thần trích. Mà địa điểm này được gọi là Thần Khải Trùng Động. Lúc này đây, không chỉ có phương chu của vũ thần các đến Thần Khải Trùng Động, mà còn có vô số phương chu siêu cấp cũng đến Thần Khải Trùng Động để có thể truyền tống đến Liên minh Thần Trích. Bởi vì ở đây, có một Thần Khải Trùng Động cực kỳ to lớn, còn có thể vô hạn đi vào trong đó, truyền tống đến Liên minh Thần Trích. Đã có rất nhiều phương chu của thế lực siêu thần đến được Thần Khải Trùng Động, mà diện tích nơi đây đúng là để cho Tiêu Viêm mở rộng tầm mắt. Chỉ là một địa điểm có thể truyền tống đến Liên minh Thần Trích, mà mức độ và quy mô ở đây đều có thể so với sự bao la của một thần chi đại lục. Chỉ là ở trung tâm của thần chi đại lục này, có một thần khải trùng động khổng lồ vô hạn, mà bất cứ ai cũng có thể đi vào. Chỉ một trùng động này tỏa ra năng lượng, đều khiến những cường giả dưới ngũ trọng thiên vị thần sợ hãi. Bởi vì, năng lượng trong đó có thể trong chớp mắt, làm cho bọn họ bị trọng thương, thậm chí thôn phệ mà vẫn lạc trong đó. Tuy nhiên, bọn họ có phương chu siêu cấp làm vật truyền tống, tự nhiên cũng không cần phải sợ hãi. Đây cũng là thần khải trùng động khổng lồ chấn động nhất mà Tiêu Viêm thấy được. Vừa rồi, hắn đã thông qua thần hồn lực lượng dò xét được, năng lượng khổng lồ của thần khải trùng động kia đều là do toàn bộ thần chi đại lục này cung cấp. Phải biết rằng, thần chi đại lục trong chư thần vạn giới rộng lớn hơn thần chi đại lục của thần giới khác rất nhiều. Mỗi một thần chi đại lục đều có năng lượng độc lập riêng của mình, và năng lượng độc lập của thần chi đại lục này đều cung cấp cho trùng động này mà thôi. Thủ bút của liên minh thần trích này, quả thực khiến người ta không thể không kinh ngạc, Tiêu Viêm kinh hãi trong lòng, xem ra những thứ trong chư thần vạn giới này tiếp theo đây, e rằng sẽ khiến Tiêu Viêm dần dần mở rộng tầm mắt. Mỗi tòa thần chi ở đây không thể so sánh được với những siêu đại lục trong đệ nhị thế giới, đệ tam thế giới. Bởi vì, hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp và cấp độ. Hơn nữa, nguồn tài nguyên của mỗi thần chi đại lục trong chư thần vạn giới đều vượt xa sự tồn tại của đệ nhị thế giới và đệ tam thế giới. Nhận được thư mời của Liên minh Thần Trích trong Thần Khải Trùng Động, lúc này cũng có vô số phương chu xuất hiện ở đây. Trong nháy mắt, thần chi đại lục này trở nên đông đúc. Mọi ngóc ngách đều chật kín thần, tấp nập không dứt như dòng nước chảy. Mọi người đến đây đều nhìn chằm chằm vào thần khải trùng động khổng lồ trước mặt, bên trong tối đen như mực, tựa như chỉ cần bước vào là có thứ gì đó thôn phệ vậy.
Ở phía trước những phương chu này, có thể thấy rõ phương chu của Lôi Thần Các, Sát Thần Các, Độc Thần Các cùng Linh Thần Các đang lơ lửng, không ngờ, ngũ đại thế lực siêu thần đỉnh phong đều đã đến đông đủ. Vài thân ảnh trên phương chu của ngũ đại thế lực siêu thần nhìn nhau, đặc biệt là Linh Thần Các, một số hậu bối trẻ tuổi của họ hướng về Vũ Thần Các, Lôi Thần Các, Ngọc Thần Các, Sát Thần Các, ném ánh mắt khinh thường, tựa như đang bày tỏ, Linh Thần Các của họ mới là tối cường. Hiện trạng xung quanh cũng chìm vào bầu không khí căng thẳng, nhưng khi thần khải trùng động khổng lồ trên bầu trời của họ phát ra từng tia sáng đen, bầu không khí vốn đã căng thẳng lại đột nhiên biến mất. Bởi vì, khi hắc quang khủng khiếp phát tán, ánh mắt của tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn về thần khải trùng động khổng lồ kia. Năng lượng phát ra từ từng tia hắc quang ấy khiến người ta không khỏi kinh hãi, không biết là họ có bị ảo giác không nữa, mà thần khải trùng động khổng lồ ấy lại chậm rãi di chuyển. Trùng động đang di chuyển sao? Điều này lại khiến Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm chứng kiến trùng động có thể di chuyển. Từ trước đến nay, trùng động chỉ là thông đạo giữa hai điểm không gian khác nhau, còn hiện tại có thể nhìn thấy trùng động di chuyển, quả thực có chút khó tin. Trùng động khổng lồ kia biết di chuyển, tuy nhiên, lại khiến người ta có cảm giác mãnh liệt đến mức dị thường, trùng kích thị giác bao la hùng vĩ. Tiêu Viêm vẫn mang theo sự nghi hoặc, vẫn nhìn chằm chằm vào trùng động đang di chuyển trên không trung, lẩm bẩm nói, trùng động này sao lại chuyển động? Tiêu Viêm đệ đệ, trùng động này do Liên Minh Thần Trích kiến tạo theo cách đặc biệt, cũng là thông đạo duy nhất để tiến vào Liên Minh Thần Trích. Nơi đây, ngoài trùng động này ra, còn có thêm một đạo thần pháp đại trận cực lớn đang bảo vệ trùng động khổng lồ này. Một khi phát hiện ra có điều gì bất thường, thì trùng động khổng lồ kia sẽ giải phóng hoàn toàn luồng năng lượng kinh khủng bên trong, sẽ thôn vệ mặt diệt tất cả những kẻ không phận sự. Nghe Vũ Tuyết giải thích, Tiêu Viêm không khỏi kinh hãi. May mà lần này đến đây cùng với Vũ Thần Các, nếu không, bản thân hắn chắc chắn sẽ bị thần pháp đại trận ở đây làm bị thương. Ánh mắt Tiêu Viêm quan sát khắp phiến thiên địa này, thoang thoảng có nguồn năng lượng cực lớn bao trùm khắp khu vực này, có vẻ như muốn tiến vào Liên Minh Thần Trích cũng không phải là chuyện đơn giản. Khó trách một số cường giả muốn gia nhập Liên Minh Thần Trích cũng không có tư cách để tiến vào, chỉ sau khi được Liên Minh Thần Trích công nhận mới có thể đi vào trùng động khổng lồ này để đến với Liên Minh Thần Trích. Tuy nhiên, tất cả các phương chu đều chỉ có thể dừng ở đây, bởi vì trùng động khổng lồ này tuy rất kỳ quái cường đại, nhưng có thể tiến vào đó mà không cần phương chu, có thể trực tiếp thông qua trùng động khổng lồ này để đi vào Liên Minh Thần Trích. Tất cả những người thuộc thế lực siêu thần có mặt tại đây đều phấn khích, bởi chỉ cần họ bước vào trùng động khổng lồ này, họ sẽ có thể đến được vùng đất mơ ước mà họ mong muốn. Các đệ tử Linh Thần Các chuẩn bị, theo ta tiến vào. Linh Thần Các có thực lực bất phàm, đệ nhất thiên kiêu, Cao Tuyền, phấn khích hét lớn với hàng trăm đệ tử phía sau. Tiếp theo, Sát Thần Các, Lôi Thần Các và các thế lực siêu thần khác cũng đồng loạt bộc phát luồng nhiệt huyết sôi trào. Ngọc Thần Các thì dưới sự dẫn dắt của đệ nhất thiên kiêu nữ, Ngọc Băng Diễm, các thành viên của nàng cũng đồng loạt lên tiếng. Tuy nhiên, tất cả những người đến Ngọc Thần Các đều là nữ tử, không có một nam tử nào, có vẻ như Ngọc Thần Các chỉ thu nhận nữ đệ tử. Ngược lại, bên Vũ Thần Các, ngoài đệ nhất thiên kiêu nữ, Tàng Thanh Thanh ra, còn có một nữ tử nữa, đôi mắt của nàng ta giống như những vì sao sáng người sâu thẳm, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ thắm ướt át, cùng với một thanh trường kiếm tinh xảo, khiến nàng ta trông vừa cao quý lại vừa lãnh diễm, mà nàng chính là tỷ tỷ của Vũ Tuyết, Vũ Cơ. Thực lực và thiên phú của nàng so với Tàng Thanh Thanh có phần mạnh hơn một chút, nhưng nàng không quan tâm lắm đến danh xưng đệ nhất thiên kiêu nữ, nàng một lòng tu luyện, không bao giờ để tâm đến những hư danh này, tất nhiên là ngoại trừ muội muội Vũ Tuyết của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio Chuyện Đông Hua. Trong Vũ Thần Các vẫn lưu truyền một lời đồn, đó là Vũ Cơ và Tàng Thanh Thanh đồng chúc vu đệ nhất song kiêu nữ, nhưng Vũ Tuyết lại không có thiện cảm với tỷ tỷ của nàng lắm, vì tính cách của vị tỷ tỷ này trái ngược hoàn toàn với nàng. Mặc dù rất xinh đẹp nhưng lại hơi khó sống chung, từ nhỏ đến lớn vị tỷ tỷ này đều thích tranh đoạt chút đồ đạc với nàng, cũng thường xuyên ức hiếp nàng, tính tình lại vô cùng khó chịu. Vị kia là tỷ tỷ của Vũ Tuyết sao? Tiêu Viêm nhìn về phía Vũ Cơ, trong lòng thầm thì, từ vẻ mặt lạnh lùng đến mức vô cùng kia của đối phương mà nói, đúng là khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều, có vẻ như quan hệ giữa Vũ Tuyết và vị tỷ tỷ này không tốt, quả thật là có nguyên nhân. Mọi người đều đã chuẩn bị xong chưa? Lần tiến vào Liên Minh Thần Trích lịch luyện này là cơ hội duy nhất của chúng ta, tuy chỉ vẻn vẹn một năm, nhưng thần chi tài nguyên khổng lồ ở bên trong đó có thể khiến thực lực của chúng ta để thăng một bậc. Người vừa nói là Tàng Thanh Thanh, xem ra lần này dẫn theo hàng trăm đệ tử vẫn là do nàng ta chủ đạo. Đã chuẩn bị xong, đám đệ tử Vũ Thần Các vô cùng phấn khích, khuôn mặt đều lộ vẻ vô cùng mong đợi. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới, thật sự như mơ như ảo vậy, lại có tư cách tiến vào Liên Minh Thần Trích lịch luyện. Tốt, vậy chúng ta cũng nên khởi hành tiến vào trùng động rồi. Tàng Thanh Thanh dứt lời liền dẫn theo hàng trăm đệ tử phía sau đi về phía trùng động khổng lồ. Phương chu siêu cấp của bọn họ đi đã neo đậu trên thần khải đại lục, trùng động khổng lồ ở đây ngoài việc có thể tiến vào Liên Minh Thần Trích, còn đối với các nơi không rõ khác,
bởi bên trong chủng động khổng lồ này không chỉ có một thông đạo, mà còn có hàng ngàn, hàng vạn thông đạo, tất cả đều thông đến các địa điểm khác của đại trụ hoặc các nơi của trụ hải. Chủng động khổng lồ này của thần khải đại lục thực sự là tứ thông bát đạt, không cần bàn cãi, đây cũng là một trung tâm giao thông lớn nhất trong đệ nhất thế giới. Tiêu Viêm đệ đệ, phải theo sát tỉ tỉ vào nhé, liên minh thần trích không phải là thế lực tầm thường, một khi lạc đường thì sẽ rất nguy hiểm. Tiến theo đại đội, sắc mặt Vũ Tuyết cũng nghiêm túc hơn một chút, dù sao, cảm nhận của nàng và Tiêu Viêm là giống nhau, lần này liên minh thần trích gửi thư mời đến vô số thế lực siêu thần, đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng bây giờ bất kể thế nào, đã đến rồi, bọn họ cũng chỉ còn cách an phận thủ thường. Tiêu Viêm cũng nặng nề gật đầu, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiên định bền bỉ, Lâm Động Mục Trần, đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm hiểu tung tích của hai người họ ở bên trong. Trong thời gian một tháng này, Tiêu Viêm cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, bắt đầu từ bây giờ, hắn phải che giấu thân phận của mình, nếu không, còn chưa kịp nghe ngóng tin tức của Lâm Động và Mục Trần, bản thân lại bị người của Liên minh Thần Trích truy sát, thì thật là bất lực. Vì vậy, Tiêu Viêm bây giờ phải là thân phận của một đệ tử Vũ Thần Các, dùng thân phận đệ tử Vũ Thần Các để dò hỏi về những điều hắn muốn trong Liên minh Thần Trích. Tiêu Viêm đệ đệ, sau khi tiến vào Liên minh Thần Trích, nhất định phải cẩn thận, tài nguyên của Liên minh Thần Trích tuy rất lớn, nhưng cơ bản bên trong đều là những kẻ có tính cách nham hiểm, nhược nhục cường thực, cường giả khi phụ nhược giả, là chuyện thường tình. Nghe lời Vũ Tuyết nói, không khó để nhận ra một chút quan tâm dành cho hắn. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ động, rồi đáp lại, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Thấy dáng vẻ tự tin của Tiêu Viêm, Vũ Tuyết mỉm cười nhạt, lập tức Tiêu Viêm nghĩ đến một chuyện. Lần này đã đến Liên minh Thần Trích rồi, tiện thể xem thử, Thiên Tâm chủ tiền bối, hiện giờ thế nào rồi, liệu thực lực và địa vị có đại tăng trong Liên minh Thần Trích hay không? Tuy nhiên, e là Tiêu Viêm còn chưa biết, Thiên Tâm chủ hiện đã bị Bát Vực Thiên Thần Quân chèn ép, buộc phải giao ra Thiên Tâm pháp thân, Thiên Tâm chủ đương nhiên sẽ không giao, kết quả là xảy ra giao chiến với Bát Vực Thiên Thần Quân. Mặc dù thực lực của Thiên Tâm chủ đã đại tăng chưa từng có trong Liên minh Thần Trích, nhưng trước mặt Bát Vực Thiên Thần Quân có thực lực nhị trọng thiên vị thần, đương nhiên không phải là đối thủ, cuối cùng sau khi bị đánh bại, vị thần quân đó đã trực tiếp bắt Thiên Tâm chủ đi, giam giữ ở một tù lao nào đó ở Bát Vực Thiên. Nếu chuyện này mà để Tiêu Viêm biết được, thì e là cả Bát Vực Thiên sẽ chuẩn bị hứng chịu một trận cuồng phong từ tay Tiêu Viêm.